Trao đổi với phóng viên VTC14 vào chiều ngày hôm nay, ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên một mặt hàng gắn liền với sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ được cơ quan này thực hiện thanh tra trên diện rộng. Đợt thanh tra này sẽ tiến hành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2013 nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em. Ông Dũng cho biết, kết quả thanh tra cũng sẽ là cơ sở để lập lại toàn bộ quy chuẩn về an toàn đồ chơi trẻ em. Trong khi đó, hiện nay thị trường đồ chơi trẻ em có nhiều sản phẩm không đạt chất lượng như nhiễm độc tố, đồ chơi nhập khẩu không chứng nhận hợp quy, không công bố hợp quy, không ghi nhãn mác hoặc ghi nhãn mác sai quy định. Theo kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố, có tới 10.000 mẫu vi phạm trong số 27.000 mẫu được kiểm tra. Đáng chú ý, kết quả khảo sát chất lượng đồ chơi thú nhún làm bằng nhựa dẻo tại 37 cơ sở trên toàn quốc đã phát hiện hàm lượng chất thalates cao gấp 5 đến 9 lần tiêu chuẩn hiện hành của thế giới, gây nguy cơ vô sinh và ung thư rất cao.